lắm nha bà nha. Tổng sao có cơm sổ. Hơn 10 năm trước, mẹ chồng chị Phương Kim Long không may mắc bệnh ung thư, phải nằm viện điều trị suốt thời gian khá dài. Vì tiền thuốc thang quá nhiều nên chị chọn ăn cơm từ thiện để đỡ chi phí. Kể từ đó chị ấp ủ quyết định trong tương lai, nếu có điều kiện hơn, chị sẽ phát cơm miễn phí cho người khó khăn. Như một cách để chị trả ơn cuộc đời và nhắc nhớ khoảng thời gian khi chị khó khăn đã từng có nhiều người giang tay giúp đỡ. Quán chay Tùy Tâm ở địa chỉ số 49/1 Trịnh Đình Trọng, phường 5, quận 11 của vợ chồng chị Vương Kim Long từ đó mà ra đời. Hơn một năm hoạt động, quán đều đặn mở cửa đón khách từ 11:20 đến 13:30 vào các ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần. Thực khách của quán đa phần là các cô chú bán vé số, thu gom ve chai. Mở ra là phục vụ cho cô chú cần bữa ăn, giàu nghèo hay là bình thường hay là gì đó không quan trọng. Có nghĩa là giá 2.000 đồng, nhưng mà chị không có cầm tiền, có nghĩa là cái thùng Tùy Tâm đó thì cô chú muốn trả 2.000 thì trả. Còn những anh chị, cái cô chú nào có điều kiện hơn thì người ta ăn, người ta cảm nhận cái tô bún của chị. Em ăn em cảm thấy tô bún này dở quá thì tôi vẫn trả 2.000, rồi trả 1.000 cũng được, hoặc là em thấy ngon em trả 5.000, em trả 10.000, đó là cái tùy của mình thôi. Mình quy định cái giá để cho cô chú cảm thấy không có ngại, có nghĩa là cô chú đến đây mua chứ không phải đến đây xin. Cứ như cô chú ăn, cô chú bỏ thùng chị đây, chị không có dòm gì hết á. Ở đây chị chỉ cho phục vụ thôi, không phục vụ không kịp đó em. Có nghĩa là trừ khi cô chú nói là con ơi cô chú có 5.000, cô chú muốn con thối là 3.000 thì đó chị thối. Nhưng mà chị cũng sẽ dặn là cô chú mốt chuẩn bị tiền lẻ giùm chị, tại vì chị không có thời gian và cũng không có đủ tiền lẻ để thối nữa. Chứ không phải là ăn 2.000 rồi phải bỏ thêm Tùy Tâm, không phải. Cái thùng đó có nghĩa là đến đây tiền bỏ vào đó thì cô chú thoải mái muốn làm gì làm, chứ không có dòm tới. Tất bật thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị chu đáo nhất cho bữa ăn trưa của cô chú. Dáng người tuy nhỏ nhắn nhưng chị cán đáng hết việc bếp núc, từ việc nấu nước dùng, chuẩn bị đồ chay đến phục vụ thực khách. Dù quán của chị Long chỉ lấy 2.000 đồng hay miễn phí luôn phần ăn, nhưng các món ăn được chuẩn bị rất đa dạng, sạch sẽ và giàu dinh dưỡng. Thứ tư định kỳ là món mồi quế chay, coi như là cái món mà cô chú thích nhất luôn á. Rồi thứ năm là cơm thập cẩm. Thứ sáu là như nè, cơm sườn bị chả nó vẫn là cơm, hủ tiếu chai, bún riêu, bánh canh, bún măng là sẽ đổi theo tuần. Buổi trưa ở thành phố Hồ Chí Minh những ngày này nắng gắt, dùng tô bún bò Huế chai của cô chủ quán tốt bụng, ai nấy đều vui vẻ và cảm thấy ấm lòng giữa thành phố nhộn nhịp nhưng cũng đầy bộn bề lo toan. Chú thấy cô ở trên cái chương trình gì đó, bữa nay có người bạn ở Mỹ nó gửi quà về ủng hộ ở đây. Thì chú mới tìm đường, chú đi tới đây. Cái giá này chỉ có Tùy Tâm mới làm được thôi, chứ còn 2.000 bà không có làm nổi đâu. Chẳng qua là tao có tấm lòng. Ăn hồi năm qua tới đây, tới giờ. Cái phần phục vụ đồ ăn nhanh gọn không bà? Nhanh, ngon á. Món nào cũng ngon hết. Cô này tốt lắm nè, cô này đẹp lắm nè, cô này hiền lắm nè. Lần nào cũng ăn, lần nào cũng ngon. Còn có cái chén cho có ăn được thôi. Cái gì cũng ăn hết. Không, ngon quá, cái gì cũng sạch sẽ nè, sạch sẽ lăng hoàng nè. Hiện tại chị Long không đi làm mà để dành toàn sức lực cho việc nấu những bữa ăn từ thiện, giúp đỡ người khó khăn. Quyết định này được chồng chị ủng hộ và đồng hành. Số vốn để duy trì quán chay Tùy Tâm đã được vợ chồng chị chuẩn bị từ rất lâu và không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Theo chị Long, chi phí dành cho quán hoạt động 1 tháng 12 ngày, bình quân từ 13 triệu đến 16 triệu. Từ khi mở quán đến nay, một số người theo dõi qua báo đài, mạng xã hội biết đến công việc này đã nhiều lần đến ủng hộ chị. Các cô chú ve chai, vé số đôi khi cũng đến góp nước tương, hạt nêm, gạo cùng cô chủ quán. Những phần đó chị tích góp và bổ sung thêm cho những bữa ăn từ thiện tại bệnh viện. Chị Long cho biết, bắt đầu từ tháng 4, ngoài việc phát bánh bao, khẩu trang, nước rửa tay, xà bông ở bệnh viện, chị Long sẽ cùng một số người bạn nấu cơm để phát vào thứ ba hàng tuần tại đây. Dự kiến sẽ có 400 đến 500 phần cơm miễn phí dành cho bệnh nhân điều trị tại bệnh viện. Ngoài ra, một tháng hai lần, chị còn đều đặn đến một số mái ấm nấu ăn cho các bé mồ côi, người già neo đơn tại đây. Bây giờ chị 33, 34 tuổi đúng không? Nhưng mà chị giống như chị muốn là từ đây trở đi là chị muốn dành tất cả cho những bệnh nhân. Tại vì chị, mình đã từng là những người đó rồi, mình hiểu khổ lắm, tương ơi khổ lắm. Mình về mà chị nấu cơm, em nghĩ đi, toàn là nằm liệt giường không á, không có tỉnh nữa, nhiều khi nằm 5 năm chưa tỉnh dậy. Thì em nghĩ thì điều kiện đâu ta có. Thì mình không có cho người ta được tiền, mình chỉ cho người ta được một bữa ăn thôi.
chị được nấu những cái bữa ăn này đối với chị đó là hạnh phúc. Tại vì em nghĩ đi, nếu mà chị không có sức khỏe, chị không có tiền bạc thì làm sao mà chị có thể nấu và có thể nấu và giúp những cái bữa ăn đó. Thì đối với chị, tất cả những cái công việc chị chọn hiện tại đều là hạnh phúc đối với chị. Và chị cảm thấy là mình may mắn khi mình được cực đó em, được vất vả khi được phục vụ cho những cái người bệnh nhân và những cái cô chú khó khăn ở đây, và kể cả những người cần bữa ăn trưa và những người ăn chay trường, chứ không phải là dành cho người khó khăn không nha. Cái quán của chị là như vậy. Chị không dám nói là một cái thông điệp cho chị, chỉ muốn nói là từ bản thân chị cảm thấy là chị cảm thấy may mắn vì khi chị được chia sẻ và khi chị được cho đi là hạnh phúc của mấy chị.